Hello, chào mọi người đã quay lại với kênh Kỹ Sư Hẻm. Và đây là số lượng vỏ xe mà mình chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới của mình. Anh em nào mà đam mê đua xe thì không thể thiếu được. Ngày 10 tháng 4 này sẽ là giải đấu VRC đó, do người ta tổ chức và Kỹ Sư Hẻm đăng ký tham gia. Lần này team Kỹ Sư Hẻm đăng ký với hai hạng mục. Đó là hạng mục hạng Kit 150 phân khối và hạng mục ST 250-400, là xe sử dụng là từ 250-400 phân khối. Thì với hạng mục 250-400 phân khối, Kỹ Sư Hẻm chính là người sẽ lái chiếc xe Kawasaki Ninja 300 đó, như hình mình đang độ nè. Đó, đã làm full cô Titan rồi, vô rất là nhiều thứ đồ chơi. Và mình ngoài mình ra sẽ là một bạn nữa sử dụng con KTM RC 390, cũng có một độ option giống như mình đó, bạn có thể thấy hình. Và hai này cũng đều là từ lò Kỹ Sư Hẻm mà ra thôi. Thì đấu với hệ ST 250, bảo đảm là cái hệ này sẽ cực kỳ gây cấn và rất là quyết liệt, tại vì toàn bộ là xe phân khối lớn và này chạy cũng rất là gắt. Kỹ Sư Hẻm hy vọng là có thể là sẽ giành được cái bục podium với cái lần đầu tiên xuất quân này. Thì hệ đó thì thường là sẽ chia làm hai hệ, hệ chuyên nghiệp và hệ bán chuyên. Thì không biết là mình sẽ tham gia hệ nào. Rồi ngoài ra thì không thể thiếu được, đó chính là một cái hệ SB 150 mà của dành cho trẻ con. Thì rất là may mắn là lần này thì Kỹ Sư Hẻm đội tới 5 thành viên đi đua, gồm Du rồi một Huy. Đó, Huy vừa rồi cũng là đấu, ba bạn đó đi vừa đấu vừa rồi. Và ngoài ra còn có thêm hai tay đua là người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam. Đó, có nghĩa là biết nói tiếng Việt luôn, biết nói tiếng Pháp luôn. Có nghĩa là hai dòng máu á, thì cũng đều là của thành viên của đội đua Kỹ Sư Hẻm. Thì hy vọng là năm anh em trên 5 chiếc xe tăng sẽ tung hoành với cái giải khiếp này và sẽ đem về những cái màn rượt đuổi thật là hấp dẫn và gây cấn. Thì các bạn nào mà muốn đăng ký tham gia ở cái hệ 250-400 thì rất là đơn giản, các bạn hãy vào Facebook, các bạn hãy bấm vào Việt Nam Racing Cup, hình như không phải, các bạn hãy vào Facebook và bấm VRC thì nó sẽ ra cái trang web thôi, mình sẽ đưa link ở đây nè. Đó, các bạn bấm vào cái link đó thì các bạn vào. Nếu mà muốn đăng ký thì tất cả các dòng xe 250-400 nào mà đang có bán trên thị trường, các bạn thì có thể tham gia. Mình có thể tham gia trải nghiệm ở hệ bán chuyên, rất là dễ chịu, rất là nhiều anh em bán chuyên dễ chịu chơi. Thì lệ phí đóng của một người là 700.000, chúng ta đóng 700.000 chúng ta sẽ được tặng sẽ sơn DID 520, giá tới 1.500.000 là cái giá thị trường mà sợi sơn nó đang bán ở ngoài là 1.500.000 đó. Đó, quá lời. Và ngoài ra nếu mà chúng ta đua thì chúng ta nhất định phải trang bị thêm một cặp giỏ. Thì nhà sản xuất tổ chức có bán giỏ Pirelli dòng Rush số 3 cho mọi người. Ai tham gia đua sẽ được mua với giá cực kỳ ưu đãi. Thì giỏ trước size 110 và giỏ sau là 140, thì giá là 1.400.000. Size 150 là 1.500.000, là cũng dễ nhớ ha. Size 110 thì 1.000.000, 140 là 1.400.000, 150 là 1.500.000. Thì chỉ với một chi phí khoảng ngoài 3 triệu thôi, các bạn sẽ được chạy xe ở Đại Nam tham gia cái trận đấu cùng Kỹ Sư Hẻm. Nói chung là nếu mà mình là một người đã có xe, mình đam mê thì mình có thể tham gia thử thách. Nếu mà ai mà không biết cách chạy thì Kỹ Sư Hẻm có thể chỉ hướng dẫn cho mình ngay tại cái ngày đua. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Ai mà có hào hứng tham gia ngày hôm đó hoặc là muốn đi xem Suzu đua xe thì hãy hú nhé. Ngày hôm đó chúng ta có thể tới được trường đua Đại Nam để tận mắt chứng kiến cái trận đua, hoặc là coi theo dõi qua live stream. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người lần sau.